Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay khi dịch bệnh do virus COVID-19 xảy ra, cùng với chính phủ, các bộ ngành địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương, các doanh nghiệp, phân phối đã tích cực phối hợp, chung tay, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Đây là sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tất cả vì mục tiêu lớn nhất, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, vừa duy trì sản xuất, tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp, để hạn chế lây lan dịch bệnh, một số cửa khẩu xuất khẩu nông sản đã tạm thời đóng cửa, ngừng thông quan nên một số mặt hàng nông sản như dưa hấu, thanh long và trong thời gian tới là xoài, vải đang và sẽ gặp khó khăn trong tiêu thụ. Để chủ động hỗ trợ tiêu thụ và đẩy mạnh tiêu dùng trong nước đối với các sản phẩm nông sản, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương và doanh nghiệp phân phối đã nhanh chóng tổ chức họp bàn, trao đổi thông tin cụ thể về nguồn cung, nhu cầu và kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, từ đó phối hợp hỗ trợ nhau trong việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khó khăn. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan đã xác định một số cái hướng mà chúng tôi cần phải triển khai trong thời gian tới. Đó là tiếp tục cập nhật các cái thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp và hợp tác xã để có những cái kế hoạch sản xuất đảm bảo trong năm 2020. Cái thứ hai nữa là làm việc với các tỉnh, thành phố có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm nông sản lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, và đặc biệt là làm việc với các siêu thị và các cái đối tác tiềm năng để có cái kế hoạch tiêu thụ trong nước. Chúng tôi đã chủ động triển khai cái văn bản đến với các sở công thương tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước là cung cấp những cái danh sách, những cái doanh nghiệp và những cái mặt hàng mà đang bị khó khăn trong tiêu thụ trực tiếp trong cái mùa vụ này và những cái mùa vụ sắp tới để chúng tôi kết nối với cả các cái hệ thống phân phối ở trên địa bàn. Thế và các doanh nghiệp thì cũng đã chủ động rất là nhiều đến việc cái hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân của các tỉnh thành phố và qua hệ thống là của các cái hiệp hội trái cây ở trên địa bàn hoặc là Sở Công Thương các tỉnh thành phố. Trong bối cảnh hiện nay, để có thể cân đối cung cầu, cần phải làm quyết liệt hơn vì sản phẩm nông sản thời gian tới cần hỗ trợ tiêu thụ rất lớn. Có những mặt hàng cần phải tiêu thụ ngay tại thời điểm này, nhưng cũng có những mặt hàng một vài tháng nữa mới đến thời gian thu hoạch. Do vậy, hệ thống phân phối cần chủ động lên kế hoạch và hiện thực hóa kế hoạch đó để tích cực hỗ trợ người nông dân. Tất cả các sản phẩm mà cần hỗ trợ tiêu thụ số lượng lớn thì Bixi và Go chúng tôi sẽ bố trí những cái vị trí trong siêu thị nổi bật nhất và trưng bày ụ đảo để làm sao mà có thể thu hút được khách hàng và tối đa cái sản lượng bán hàng ngày. Nhân đây thì có thêm một vấn đề nữa chúng tôi muốn đề xuất là nếu trong trường hợp mà Sở Công Thương hoặc hợp tác xã của các tỉnh có khó khăn về cái việc vận chuyển hàng từ các tỉnh ra ngoài thị trường miền Bắc hoặc Hà Nội thì có thể chia sẻ lại cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng có đội ngũ vận chuyển của chính Bixi và Go và chúng tôi có thể về trực tiếp tại từng tỉnh để có thể lấy hàng tại từng khu vực. Chúng tôi cũng làm việc với cả cái hệ thống Bixi ở Thái Lan trên 1.000 cái siêu thị cũng như là cửa hàng để có thể là mình xuất khẩu. Hiện nay chúng tôi đã xuất khẩu rồi và cố gắng là duy trì xuất khẩu nhiều hơn nữa trong tương lai, hoặc là như thị trường Singapore là một thị trường rất là khó tính thì chúng tôi cũng đã xuất khẩu được hàng sang đó. Thì chúng tôi mong rằng là chúng ta tìm được những cái thị trường mới và họ có thể tiêu thụ, chấp nhận những cái sản phẩm của mình, và như vậy thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán là lúc nào mình cũng ở trong cái tình trạng là một cái thị trường người ta không mua hàng của mình nữa là mình gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta tập trung vào tiêu thụ nội địa. Đây không phải là giải cứu nông sản, mà đây là cái câu chuyện phải tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp và con nông dân, các hiệp hội ngành hàng, để chúng ta phân phối các sản phẩm của bà con nông dân vào chuỗi siêu thị ở được cái giá là tốt nhất, chứ không phải giải cứu nông sản. Chúng ta khẳng định điều đó. Thì bản thân Cục Chế biến, thế rồi là Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng đã chủ động kết nối với nhau và cùng chung tay góp sức để có những cái hoạt động xúc tiến thương mại nó cụ thể và thiết thực, triển khai đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo hai bộ. Và chúng ta đã thấy rằng là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta đều phải chủ động, kể cả tình hình dịch bệnh. Và trong những cái khó khăn đó thì chúng ta tìm đến những cơ hội để chúng ta rà soát và cơ cấu lại những cái sản phẩm nó phù hợp cả lịch thời vụ lẫn cả cái quy luật của thị trường.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, việc kết nối hỗ trợ cho việc thu mua, tiêu thụ nông sản của các đơn vị liên quan là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, về lâu dài phải có kế hoạch dài hạn. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh kéo dài, cần phải tính phương án với nhóm nông sản theo mùa vụ sắp tới như nhãn, vải, xoài, dứa, v.v. Nếu như vào thời điểm mùa vụ và dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, thị trường được giải tỏa thì không đáng lo. Nhưng với tình huống xấu cần phải chủ động vì không thể lúc nào cũng tập trung giải cứu. Do đó, để chủ động việc tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương các địa phương cần thường xuyên trao đổi thông tin thị trường, đánh giá diễn biến cung cầu, thông tin giá cả, chủng loại, chất lượng, số lượng, trữ lượng, phẩm cấp hàng hóa để kịp thời thông tin cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động hỗ trợ người nông dân trong thu mua nông sản, ưu tiên tiêu thụ trong lưu thông hàng hóa nông sản trên thị trường, v.v. Không thể chúng ta dùng cái biện pháp để tiêu thụ ở trong nước để có thể giải quyết những vấn đề mà khi mà chúng ta nhắm tới xuất khẩu. Nhưng đây cũng là biện pháp hết sức là cần thiết, phù hợp trong cái điều kiện hiện nay để chúng ta trước hết là gỡ cái khó khăn cho người sản xuất, người nông dân. Nhưng mặt khác thì chúng ta cũng phải hướng tới là cái căn cơ trong vấn đề sản xuất. Ví dụ như là đối với sản xuất thì chúng ta phải có kế hoạch gắn với thị trường đấy, và phải tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp, tái cơ cấu trong việc sản xuất, không để cho cái tình trạng mà đến khi mà mùa đến mùa thì lại vì bất kỳ một lý do nào đó, có thể là chủ quan, khách quan hoặc bất kỳ một cái điều gì có thể bất kỳ lúc nào xảy ra thì chúng ta đang phải làm các biện pháp gọi có thể nói là cấp thời như hiện nay thì tại hiện tại. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương như Cục Xuất nhập khẩu, các vụ thị trường ngoài nước, các thương vụ, hiệp hội ngành hàng, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát các thị trường có tiềm năng và dư địa để tăng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng rau quả, trái cây, nông sản, thủy hải sản, dành ưu tiên nguồn lực từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại cho các thị trường này nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh suy giảm kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Là chúng tôi đang xúc tiến đẩy mạnh, đẩy nhanh cái quá trình là phối hợp với lại các đối tác Trung Quốc chuyển từ cái hình thức là xúc tiến thương mại theo cái cách là chúng ta vẫn làm truyền thống như trước đây, chuyển qua các hình thức xúc tiến thương mại mà dựa trên những cái nền tảng kỹ thuật số. Cụ thể là như là cái hình thức là xúc tiến thương mại là thông qua thương mại điện tử B2B. Sau khi mà rà soát và đánh giá lại nguồn lực đấy, thì chúng tôi cũng đã có từng bước là tham mưu cho lãnh đạo bộ là những cái đoàn xúc tiến thương mại của chúng ta không sang Trung Quốc để xuất khẩu hoa quả, rau quả, trái cây. Thì chúng tôi đã thiết kế những cái đoàn tương tự như vậy vào những cái thị trường khác mà tiềm năng hoặc là còn có cơ hội như là thị trường châu Âu, Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, đấy, vân vân, rồi thì Úc, rồi thì Nhật, rồi thì Hàn Quốc, đấy, các thị trường mà có cái nhu cầu về cái nông sản, rau quả, trái cây nhiệt đới của chúng ta. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết, hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản trước khi thúc đẩy xuất khẩu cần tập trung vào thị trường trong nước với sức mua của gần 100 triệu dân. Còn việc mở cửa thị trường, Bộ đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị có liên quan thúc đẩy mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản và các thị trường khác ngoài Trung Quốc. Trước mắt, lựa chọn giới thiệu các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh phân phối trái cây tại các thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng như Myanmar, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Đông, Châu Phi, v.v. Kiến nghị Bộ Tài chính có chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chính ngạch trong giai đoạn dịch bệnh.